Thế là cái này là dành dành đơn này, còn cái bạch thiên hương nó là cái dành dành kép. Bọn này hoa khác, lá khác. lá khác so với bạch thiên hương. Lại một mùa. Bọn này thơm à, nhưng con thằng này nó đéo chịu phun. Không phun. Thơm nhỉ. Thơm mà nó cái mùi thơm này nó rất dễ chịu nhá. Qua bọn núi rồi ôi, này là chắc là thị trường mộc nó lại khởi sắc rồi đấy. Cái hoa của bạch thiên à, cái ở bạch thiên hương thì nó sẽ to hơn, độ thơm kéo bạch thiên hương nó thơm hơn cái này ấy. Hai cái loại này thơm nó thoang thoảng như nhau. Thằng ngu này chăm mà chả được cái mẹ thì càng ngày càng xấu đi. Ôi thơm thế. Con này trông trông tán, con kia tán nó đẹp hơn nhỉ. Con này thằng này ngu, nó không biết vít. Con này hai thân, song thân, con này một thân. Thơm. Hoa nó chuẩn bị tàn là nó như thế này này. Khi nó mới nở là nó trắng như thế này này. Đấy, khi nó mới nở này. Cái bạch thiên hương thì cái nụ của nó sẽ to thế này, bông hoa của nó sẽ to hơn. Đâu, khi nó tàn thì nó như thế này. Mình có lẽ mình thích bạch thiên hương hơn cái loại rành rành cái đơn này. Đây là quả của nó này. Chả biết có phải quả không? Cũng không chuyên môn lắm, nhưng mà cái loại mùi hương của bạch thiên hương mới cả cái loại này mình rất thích nhá. Cái mùa này là mùa ấy rồi đấy. Bạch thiên hương thì nhiều hơn, cái rành rành kép à, rành rành đơn này thì ít. Quả nó này này. Chả biết có ăn được không nhỉ? Ở tôi là đói mù mắt. Cho nên là cứ nhìn cái gì cũng phải hỏi xem có ăn được không. Kéo đập được ra. Ở dưới này rất nhiều cá chép nha. Bà con mình thả kiểu ngày ông công ông táo ấy. Chép bây giờ lớn lắm rồi. Bảo là hôm nào cho bọn trẻ con nó ra đây câu mà. Ôi. Quả như màu gấc này. Không biết cái loại này các ông về làm xôi gấc có được không này. Thôi tôi chả dại, tôi ăn thử cái loại này. Như kiểu ấy luôn này, như kiểu gấc luôn. Hôm trước thằng cu con thằng Nguyên nhà mình. Con Mạnh nó để cái lon bồ húc ở xe, thế là cu cậu lấy mẹ của nó. Hôm nay mới trả lợ. Nó bảo mua gì mà mua nhiều thế. Mình bảo mẹ lợ một phải trả 3 rồi trả 4 chứ nè. Ủa mẹ cái này y như ấy nhỉ. Y như gấc. Con này đẹp hơn. Con này đẹp hơn con kia. Con này đẹp hơn con kia. Con kia phải làm tán cơ. Con kia phải, nếu mà ấy là bọn thằng Việt Anh nó, hoặc là nâm em, nó phải làm tán thì ấy. Con này tán đẹp hơn. Ở mình là cái dành dành đơn này ít. Toàn dành dành kép. Gọi là cây táo tàu đấy. Bà con ở đây là mấy cả anh em đi chợ là ngày xưa là cứ gác cái cây rành rành kép, cây bạch thiên hương ấy. Mà về lấy 502 mấy cả gì nhỉ? Tăm. Gắn táo tàu vào rồi bán cho bọn ô tô. Bọn ô tô trông thế rất ngu. Mẹ cây táo tàu. Về nó này nở hoa như bạch thiên hương. Bọn này thơm. Nhưng mà mỗi tội cái lụ của cái cây rành rành đơn này nó bé. Cái lụ của bạch thiên hương nó to. Ông bè ông có một cây rất to à. Nhưng không biết đã ra hoa chưa, để tôi xem nào. Theo tôi là tôi thích bạch thiên hương hơn là cái loại rành rành này. Nhưng mà rành rành là nó hiếm. Vành con kia cũng phải gần 20. Trong bèo ông có một cây bạch thiên hương. Bạch thiên hương rất to. Không biết đã nở hoa chưa. Giờ này ông ấy mổ lợn cho nên là giờ này chắc là ông ấy rồi. Ngủ rồi. Ông này ông mọ lắm. Hôm trước ông mua một cây nan tiêu gì ông bảo 10 triệu nhưng mà chả biết ông ấy trồng đâu. Đây này, cũng mọ lọ mọ lọ mọ. Đây bạch thiên hương. Đây. Con này thì tán tán nó đẹp. Cũng đắc đắc có hoa.
tôi thích cái bạch thiên hương này hơn. Chiều để ông ấy ngủ dậy đã. À đâu, cửa mở đây. Lại một mùa bạch thiên hương rồi. Cổng mở đây. Ôi xời, khóa bố phía trên rồi. Trèo vào cũng được thôi, nhưng mà trèo vào mệt lắm, làm gì có sức. Ông này có cái ổi đẹp phết nhá. Nó nụ kìa. Lại đến mùa, một mùa mùa bạch thiên hương. Mùi này nó dễ chịu cực. Mùi rành rành với bạch thiên hương này này. Con thằng ngu này nó có cây hồng cổ Sa Pa, nhưng mà gọi là dáng bàn trà đấy, hôm trước nở ra cũng đẹp. Nó cứ lọ mà lọ mọ. Mẹ cả năm làm cây nhưng mà nỗ mất cây này chết là lỗ. Mang về bày hết cả ở bờ hồ. Gọi chiếm diện tích đất. Toàn cây đéo gì ấy. Nó đang xây nhà cho nên là chả để ý đấy. Con ổi này là triệu mấy đây này? 1,5 triệu, 2 triệu đây này. Thấy đi qua thì thấy hoa nó đang nở. Cho các ông biết là rành rành với bạch thiên hương. Mùi nó dễ chịu lắm. Này. Đấy. Đây gọi là rành rành đơn. Con này gốc to phết đấy. Thơm. Thơm mà nó rất dễ chịu. Con này phải vanh gần 20. 20 đấy. Tầm này tầm 7 phân, gần 7 phân. Quả nó cũng như kiểu quả gốc ấy. Thôi, nghỉ thôi. Ai về nhà lấy. Giải tán khỏe. Đi ra cái nhà kia xong rồi tìm giấc ngủ đã.